Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì dạo gần đây mình hơi bị xui xíu là mình không tìm ra khẩu SK nào hết. Lộn nói lại, không tìm ra khẩu K98 nào hết. Đó. À, để coi coi có anh nào nhảy ra ngoài đảo không. Wow, ra ngoài đảo cũng nhiều chứ nha. Rồi rồi, tí nữa mình sẽ canh coi có thằng nào bơi vô mà mình headshot nó. Rồi, nhảy xuống cái khu vực nào ở gần gần ngoài đây coi. Anh em biết khu vực nào có khẩu K98 nhiều nhớ comment giùm mình nha. Rồi đó coi. Thấy các kênh khác người ta chụp được khẩu K98 rồi, thấy AS Mobile chưa chưa rờ được vào khẩu K98 luôn, thật là buồn quá đi. Tại vì giờ thời gian này mình cũng nhiều việc quá nên là mình ít làm video với lại ít bắn nên là ít gặp là phải rồi. Wow, ở đây có cái gì đây? Lâu lắm rồi mình mới nhảy ra khu vực ngoài đây này á. Này clip mình làm sẽ đi troll thôi. Mục đích là troll nhiều hơn là bắn. Anh em xem clip nhớ cho một like và một lượt subscribe nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh mình nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi coi có. Ủa súng đâu? Trời đất ơi. Đậu xanh súng đâu rồi? Đậu xanh rau má đậu. Đậu xanh rau má đậu. Đậu thôi thôi bỏ bỏ bỏ. Đậu phộng, đậu ve, đậu Hà Lan. Ơi, súng đâu? Súng đâu? Sao toàn cái thứ rác rưởi không thế này? Súng đâu rồi? Trời đất. Rồi xong bỏ mạng rồi, không có súng rồi. Rồi rồi có cây sọc gân nè. Rồi. Cây sọc gân. Cây sọc gân. Cây này không bắn xa được, mình cần cái khẩu khẩu AK. Đậu phòng súng đâu hết rồi? À có xe có xe có xe. À AK đây rồi. Ngon. Có xe có xe. Từ từ mình phải chạy qua lấy chiếc xe bên kia đã. Tí nữa sẽ có trò vui cho các bạn xem nè. Rồi, lên đường thôi. Wow, về hơi lố rồi. À, có chiếc xe xanh. Thôi thôi thôi, té 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 té. Nhiệm vụ của mình là ra ngoài chờ những thằng mà bơi vô. Ra ngoài đảo chờ những thằng bơi vô. Chiếc xe xanh đang chạy sau lưng mình á. Từ từ bạn ơi. Cái gì nó cũng phải từ từ. Từ từ. Ui da bắn tùm lum quá. Lạc đàn nhiều quá. Rồi lên đây luôn. Đúng rồi. Ủa chạy nhanh dữ. Ôi thôi thôi bỏ mạng rồi. Đó đúng rồi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi. Rồi đúng rồi bắn đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay quá. Anh bắn như một vị thần. Và nằm xuống như là một thằng đần. Rồi, tiếp tục chuyên mục là ra ngoài đây đợi những thằng nào mà bơi vô bờ là xác con mẹ nó định. Bậy quá, chạy bậy rồi. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nha. Nay mình troll thôi, lỡ chết giữa chừng thì anh em đừng có chửi mình nha. Mình đang bắn ranh đó nha. Trong đây bắn ranh thì ghê lắm. Ui. Ui mình núp được dưới nước nè. Đậu xanh. Không thấy luôn. Ngon cơm.
Được được được, cái chiêu này được rồi nha. Đấy, núp được dưới nước nè, không ai thấy mình ở dưới nước cả. À, mình biết ngay mà, có con dười mà. Con dười đang bơi vô các bạn kìa. Các bạn thấy con dười đang bơi vô không? Bơi đi, đúng rồi. Lại gần đây nữa. Lại gần đây nữa đi, đúng rồi. Tới đây. Tới sát thêm miếng nữa đi. Đúng rồi. Một phát thôi nè, nha. Một phát thôi, tới đi, tới đi. Con dười nó bơi kìa. Bơi, bơi, ôi một phát nằm đóng rồi. Tội. Tội cho người ấy. Cố gắng chết đi, chết đi rồi làm con ma dai. Ma da chứ. Chết dưới nước gọi là ma da đúng không các bạn? Hay ma dái? Ta nói ra ngoài đảo cũng đâu có nhiều đồ đâu mà ra mình chi. Rồi, tiếp tục thôi. Anh em thấy hay không? Nó chết giống như là nó chơi với. Lúc mà nó chết mình cảm thấy là nó đang chơi với đó. À, không thể nằm nha anh em. Chỉ có thể ngồi được thôi. Không nằm được. Nằm bơi xuống là không được rồi. Đó, ngồi. Lút đầu. Đó, lút đầu thấy không? Như là núp nè anh em. À chết bà rồi, chỉ cái này mai mốt anh em chơi núp ở dưới đây thì ai mà chịu nổi. Thấy không, núp ở dưới này là bắn thoải mái luôn nha. Nè anh em, đó, bắn nè. Đó, thật là phê. Cảm giác thật phê. Wow. Rồi mình sẽ thử đưa xe xuống nước bắn coi nó có cháy không. Rồi ok. Chạy gần bờ được nha anh em. Chạy ra xa quá là chạy. Rồi xong, vừa nói xong. Chạy ra xa quá là chạy không được nữa. Đó, vẫn cháy nha anh em. Vẫn cháy vẫn nổ như thường. Không, nổ xong rồi là mình nhảy lên không mất máu gì ta. Kỳ. Ui ui, bo 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 bo, chạy 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 chạy. Anh em biết mình đang làm cái gì không? Anh em có để ý là khi mà đổi dao đổi súng liên tục á thì nó sẽ không nghe được tiếng chân không? Đó là một cái mẹo nhưng mà không ai làm vậy hết á. Kiếm chiếc xe chạy đi cho bộ này mỏi chân quá. Anh em thấy không? Đâu có nghe tiếng chân đâu. Ok. Nón hư bà nữa rồi. Nào, cho tôi chiếc xe nào. Hết xe luôn rồi. Nó nhìn giống như là đang hắt, chạy nhanh vậy.
Nhìn kìa, nhìn vãi tèo thì chứ. Trời đất, không có chiếc xe nào là sao? Có xác chết, có xác chết. Ở đâu, ở đâu? À, trên trời à, trên trời à. Ơi, làm gì, làm gì? Ôi, thôi, 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 thôi. Đậu phòng nó bắn mình còn được có mười mấy tiếng à. Xém chút nữa là hết làm clip được rồi. Đậu xanh. Anh em thấy hên không? Hay là mình bắn hết headshot nó ba phát đó. Coi nó sử dụng súng gì mà bắn kinh hồn vậy. Ba lô ba nè, nón ba cũng hư luôn rồi. AK47 à, thì ra thằng này sử dụng AK47 ha, vì bắn thấm vải ra. Ở trận này giết được có 3 mạng à. Hên xui nha anh em, không biết có lấy top được hay không nha. Rồi ai gọi đây? Nghe sĩ ơi. Anh em biết sĩ gọi không? Biết sĩ là ai không? Là thằng sĩ kèo đó. Nó gọi nè, đang chơi nè. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh nè. Chạy đi, chạy đi, đúng rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, đúng rồi. Hay quá, thơm. Rồi sao thằng sĩ gọi mà nó mạng nó yếu quá không nói được gì hết á. Rồi rồi lấy xe chạy chạy chạy. Thôi bỏ mạng rồi, ừ hên quá. Nhanh 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 nhanh. Bo dịch, bo dịch. Có xe, thôi bỏ luôn. Có ai không? Còn đến tầng 10, 17 thằng mà. 12 thằng chứ, nó lộn. 12 thằng mà sao không có ai vậy trời. À, con dươi. Con dươi làm gì đây? Ui ui, thôi 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 thôi. Thôi thôi. Núp, núp lần sau đừng có núp ở đó. Ờ thôi 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 thôi. Ủa thôi, ở đâu vậy, ở đâu vậy? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nó đứng ở đâu nó bắn mình gì trời. Đậu phòng nữa chứ. Không biết có cô đang cố gắng lấy top này anh em. Hên xui thôi nha anh em. Chết giữa trường thì anh em đừng có chửi mình nha. Trận này là trận hên xui thôi. Không ai hoàn hảo bao giờ hết. Đậu xanh mới thấy chạy vào trong đây nè. Đâu rồi? Đâu rồi? À, chạy bổ ra tay rất là nhanh, chỉ cần thấy một phát là chết liền. Ở xung quanh đây không biết có ai không. À, có thằng, có thằng, có thằng thì phải.
Có thằng. Ý, đúng rồi, ra đây cưng. Chờ đi. Anh sẽ chờ em ra. Đúng rồi, lò cái đầu ra. Đúng rồi, lò ra. Cỡ nào cũng chạy à. Đứng đây canh thôi, cỡ nào cũng chạy à. Bo gần vô rồi mà. Chịu khó đợi nó 42 giây đi. 40 39 Nó không chịu chạy kìa. Lầy ghê thiệt chứ. Chạy đi em ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Bo chưa vô đã chạy rồi, đúng rồi. Trời ơi, cả tá đàn gì mà nó không chết. Đậu xanh. Ăn lựu đi. Ăn lựu. Ném không tới mới đâu chứ. Nó chạy qua bên kia rồi. Nó chạy qua bên kia rồi thì phải. Đậu xanh cái gì à? Giật lát hả? Chạy đúng rồi, chạy đi. Đúng rồi, qua đây, đúng rồi. Hay quá, đúng rồi, chạy chính xác lắm. Chạy đúng ngay đường đạn luôn. Ui dùi, bò. Hình như có thằng á. Rồi, đậu xanh. Nghe con rồi. Rồi xong, thua. Bắn cái chục viên vô cái chảo của nó là thua rồi. Nhìn đậu xanh. Đậu phòng nó chạy xa quá. Ui. Thôi bỏ mạng rồi, xa quá. Ui. Rồi xong. Đậu phòng. Á đù. Thằng này nó giết mình. Đậu xanh đó. Rồi cảm ơn các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Hôm nay bắn gà quá. Chắc phải luyện tay lại nữa. Bữa giờ toàn đi làm không. Ít bắn. Rồi tạm biệt các bạn nha.